bỡ ngỡ cách làm chuồng. Đấy, nó đang sưởi, nó tụng lại, nó sưởi. Zoom lại một chút. Một lần nữa là số điện thoại là 0163 5305 982. Đây là cái tập tính khi nó ăn này. Các bạn thấy là nó ăn như con ngỗng thôi. Nó nhặt, nó có hai cái mỏ này. Đấy nó ăn. Đấy, nó ăn nó nhặt. Ăn những cái máng, cái lốp xe các bạn cắt ra ăn. Nó ăn, cứ ăn dĩ chắc này, ăn cả ngày. Các bạn nên để khô ráo như này, thoáng đãng như này. Máng nước kia, máng nước này nó uống theo cơ chế, nó uống như kiểu vịt uống đấy. Nó phải tớp vào xong bắt đầu nó ngửa cổ lên, chứ nó không như uống như kiểu con chim. Con chim uống là nó cứ dí mồm dí miệng thì nó rít rít. Con đà điểu này nó uống như kiểu ngan với vịt. Rồi. Và tiếp đây thì các bạn thấy là đây là những cái khu mà để mà nuôi đà điểu bố mẹ. Cỏ, cỏ voi các bạn phay ra thái ra. Đó, những cái chú đà điểu này, những chú đà điểu là nó đẻ trứng. Đấy, đà điểu này nuôi theo tỷ lệ là các bạn nhìn thấy đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là vào mùa sinh sản cũng khá tốt. Thì 2 4 nghĩa là các bạn thì nhìn thấy một ô này của chúng tôi là 2 4 6 8 10 12 con. Thì 4 con trống. Vậy thì là tỷ lệ 1 3. Có thể là 1 4 cũng được. Đấy, các bạn thấy là nó rất là to. Các bạn về các bạn nuôi một con đà điểu, lúc nó bé như con ngỗng thế thôi, nhưng mà khi nó trưởng thành thì các bạn thấy nó rất là to. Đấy. Những con màu lông sẫm này là những con trống bố, đó, cái đùi của nó. Đấy. Cánh vẫy múa. Rồi những con màu xám nhạt là những con mái. Các bạn lên trồng một cái hàng cây này là tạo bóng mát. Khi nó to thì các bạn làm đổ cột bê tông như thế này. Đổ cột bê tông như này, cao tầm khoảng 1,5 m. Mà cứ tầm 1,5 m một cột. Đấy, các bạn xây bó bờ lên. Và các bạn ken lưới B40 như thế này.
hoặc là các bạn làm những cái song sắt như thế này. Đó. Song sắt như này thì chúng sẽ thoáng hơn, chắc chắn hơn, nó cũng không thể nhảng ra được. Thì trên cái nền chuồng này thì các bạn thấy là nó cũng có đất, có cát. Đó. Đấy, đây là những con đà điểu. Các bạn đứng như thế này là nó chỉ đứng, nó sẽ cái đầu nó ngoi lên phải tầm khoảng 2 mét rưỡi. Nó phải ngao ngoi cao tầm 2 mét rưỡi. Có thể là hơn, gần 3 mét, 3 mét. Đấy, những con mà dấu hiệu khi trưởng thành con đực thì cái ống ống giò của nó màu đỏ. Đấy, cái chân nó màu đỏ. Đấy, đằng trước đằng sau. Và cái màu lông của nó là màu tím than, tím tím đen. Đấy. Và đặc biệt cái mỏ của nó màu đỏ. Đấy, cái vành mỏ đây này. Còn những con mái thì các bạn nhìn thấy đây là con mái này. Đấy, con mái này, đấy. Lông nó nhạt hơn. Đấy. Con mái thì trống này nó một cánh nó múa như kiểu công đấy. Đây là những chú đà điểu rất là khổng lồ, những con đà điểu bố mẹ mà các bạn vừa nhìn thấy là trứng của nó đó. Là đực đẻ ấp ra là những cái con ở trong đó đấy. Những con đực như này là khoảng 1 tạ 2. Nếu như vào mùa sinh sản là các bạn nếu mà lạ các bạn đi vào chuồng là nó đến nó dùng hai cái chân này của nó đạp. Các bạn nhìn thấy cái chân của nó khủng khiếp chưa? Tôi có thể quay lại một cái chân này các bạn nhìn thấy nó rất là sợ. Nó đạp vào ngực các bạn, nó rất là nguy hiểm chứ không phải không, như con nó tợn. Đây các bạn nhìn thấy cái chân của nó như này cơ mà. Đấy là những cặp chân rất là nguy hiểm, nó mà đuổi nó chạy thì nhưng mà tôi nói thế không có nghĩa là các bạn quá sợ, tại vì cái này thì nó cũng mang tính chất là nó quen thôi, mình nuôi nó từ nhỏ thì nó cũng quen thôi. Nó trông nó rất là hiền, nó trông nó rất là đáng yêu. Nhưng mà nếu mà lúc nó sinh sản nó hăng con mái đó. Cái phân của nó kia các bạn nhìn thấy hai cái đống phân này, tôi zoom lại một chút. Tôi cũng zoom lại một chút đó các bạn này, một cái bãi phân của nó như thế kia cơ mà. Như một bãi phân bò luôn. Đấy. Chân của nó này. Đấy. Đấy các bạn còn những ai đó mà còn bỡ ngỡ, các cháu nào chưa đi tham quan đà điểu này các bạn nhìn cái video này là biết. Đấy con đà điểu cái đầu nó này, cổ nó này. Từ phần đầu đến phần cổ phải tầm 70 phân. Đấy. 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 Nó rất là hiên ngang. Rất là tợn. Đấy. Đây là hai con trống. Tôi nghiêng màn hình để cho các bạn thấy là nó chiều cao nó tổng thể như nào. Cái phân này thì nó nắng mưa rồi nó sẽ tự ngấm xuống đất, nó phân hủy. Tôi nói tiếp về cái máng uống của nó như vậy. Máng uống của nó đây. Các bạn về các bạn xây theo đúng quy trình như thế này. Đây là cái gạch xi và các bạn đổ xi măng. Các bạn cho nắp vòi nước đi đến và các bạn làm máng uống như thế này. Đấy. Nhưng chú này là chú rất là tợn, chú đang có như khả năng là muốn dọa tôi. Nhưng mà không sao, thì nó có cái lan can này rồi. Nếu mình đứng quá gần thì nó thò cái đầu ra. Đấy, các bạn thấy là nó rất là tợn, đúng không? Đấy, rất là tợn. Rất là tợn. Đấy, 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 nó múa, đấy, nó múa. Đấy, các bạn nhìn thấy những cái clip này là clip không đâu có. Đấy, nó múa. Nó múa, đấy, nên này. Nó múa, đấy. Đây là con đà điểu đực, nó đang căng, nó đang thể hiện, đấy, nó đang quyến rũ con mái. Đấy. Khi nó chúng giao phối thì con mái sẽ nằm xuống dưới, nằm sẵn, nằm bệt xuống đất. Là con đực nó sẽ ngồi lên. Và cái bộ phận sinh dục đực của con đà điểu thì mình hình dung nó như một con, như cái lưỡi của một con bò khổng lồ. Đấy, nó hình dung như cái lưỡi của con bò khổng lồ. Đấy. Đây là cũng là cái giống thụ tinh trong.
các bạn thấy đấy, thì những cái đây là máng, này là máng ăn, đây là cái mái tre các bạn nhé. Thì cái này là chúng tôi làm một một bên mái của tôi là 3 tầng bờ lô, mái bên kia là như thế, là các bạn xây hai mái, mỗi hai hai gọi là tầm 6 tầng bờ lô hai mái, và từ cột nọ đến cột kia là cách nhau 5m đến 6m. Chiều cao thì đấy, các bạn thấy cái đầu của nó gần như gần chạm vào cái xà kìa. Đấy, rất là cao. Đấy, và đây là cái máng này thì các bạn như kiểu máng nuôi bò sữa ấy. Nó chát nhẵn nhụi và chúng tôi đổ cám, đổ cỏ vào. Đấy. Máng này là như vậy. Đấy, đấy, nó rất là tợn. Đấy. Rất là tợn. Tôi không dám đứng gần, tôi không dám quay vào gần bởi vì nó có thể nguy hiểm cho tôi. Đấy, đây là cái máng. Đây là cái máng tôi đang dí mắt tôi vẫn phải nhìn vào. Và đây là cái máng, đây là cái cám ngô nghiền rồi những cái ngũ cốc, vỏ đỗ cho các thứ ăn. Đây là cái chân của nó. Các bạn thấy là nuôi con đà điểu thực ra nó rất là dân dã. Nó chỉ có một chút cái mái tre như này và có một chỗ bãi nắng này kia. Loại này nó ưa độ thoáng, ưa thoáng và nó ưa nóng, nó không ấy. Đây là những cái khu dài rộng chúng sẽ phát triển. Những ô này đây. Các bạn thấy là cái nượm, đây chỉ là một bộ phận trong những cái khu vực nuôi hậu bị, chuẩn bị đẻ hoặc đã đẻ rồi. Đấy, hoặc là khu, các bạn có thể thấy là cái khuôn viên của nó là như vậy. Đấy, các bạn nên trồng những cái gốc cây để cho nó tạo những cái tán nắng. Đấy. Dài, dài thuần thuật luôn. Nên các bạn biết là tôi chia sẻ những cái hình ảnh như này, những cái clip như này để cho các bạn cũng còn không còn bỡ ngỡ về cái con đà điểu nữa. Đấy. Đấy, cái mồm nó kia, cái lưỡi của nó kia. Đấy. Đấy. Rất tiếc hôm nay tôi cũng không quay được cái đoạn nào là nó phối giống. Nó cái hình ảnh con đà điểu nó phối giống. Tuốt tuần tuột từ kia nhá anh em nhá. Đấy, đại khái là tôi sẽ chia sẻ như vậy. Cuối video tôi xin để lại cái số điện thoại của bên đơn vị cung cấp con giống đà điểu của chúng tôi. Tôi thay mặt cho một số anh em đăng cái clip này lên để cho anh em đến Ba Vì có thể tham quan, hoặc là các bạn có thể mua những cặp bố mẹ, hoặc là mua những cái sản phẩm từ những cái bộ da, rồi những cái lông, rồi những cái quả trứng, rồi những con giống và những cái cân thịt, rồi những cái cân giò. Tất cả những cái đây các bạn có thể tin tưởng đặt hàng, chuyển khoản cho chúng tôi hoặc là mua trực tiếp. Và số điện thoại là 0163 5305982. Các bạn nhìn rõ cái thực tế về con đà điểu là như vậy. Nó rất hiền ngang, hai cánh vẫy vẫy. Đó. Rất là to. Tôi tưởng tượng là nếu như mình đi vào trong nó sẽ tấn công tôi, bởi vì tôi cũng không phải thường xuyên chăm sóc nó. Đấy, có những con đực nó rất hiếu động, luôn luôn là muốn gần mình. Đây là giống đà điểu to.
múa, bắt đầu múa. Đấy, múa. Chúng sống bầy đàn. Các bạn nếu như các bạn thấy video bổ ích thì các bạn có thể đăng ký kênh để cây giống con giống của chúng tôi. Đấy, các bạn có thể theo dõi những cái chủ đề tiếp theo về con đà điểu. Đấy, và những cái chủ đề mới ở trên quê hương Ba Vì của chúng tôi. Ở nơi rất là gần cái trung tâm nghiên cứu gia cầm địa phương, một trong những đơn vị mà nhà nước giao cho cái trách nhiệm gây dựng con giống đà điểu. Xin cảm ơn các bác và các anh em yêu thích chăn nuôi, yêu thích con đà điểu. Và số điện thoại của chúng tôi một lần nữa tôi xin được nhắc lại là 0163 5305 982. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày làm việc thật hiệu quả.